nước lên quá nhanh anh em đã không kịp. Năm nay chắc ngập thiệt rồi đó. Đối với người dân ở vùng đồng bằng sông Cửu Long, lũ là câu chuyện đến hẹn lại lên. Thế nhưng năm nay, dù chưa đến hẹn, thế nhưng lũ đã về sớm. Chỉ sau một tuần, nhiều cánh đồng của ba tỉnh đầu nguồn tiếp xúc với biên giới Campuchia là An Giang, Đồng Tháp và Long An đã chìm trong nước. Dù đã quen với cuộc sống chung với lũ, thế nhưng vì nước về đột ngột với cường độ mạnh khiến cho người dân ở đây không kịp trở tay. Ghi nhận của phóng viên Chuyển động 24 giờ tại huyện An Phú, tỉnh An Giang. Đây vốn dĩ là khu cồn đất cao, thế nhưng gần chục ngày nay nó đã trở thành ốc đảo bởi mênh mông bốn bề là nước. Gia đình anh Mạnh đã phải di chuyển toàn bộ đồ đạc lên sàn nhà để chạy lũ. Mọi sinh hoạt giờ đây đều gói gọn trên sàn nhà. Thậm chí muốn qua nhà hàng xóm thì cũng phải đi bằng ghe hoặc lội nước bì bõm như thế này. Mình để dưới đất, dưới vàng, để dưới đó mình nó ngập mình đem lên, như tấm này hàng xóm mà. Nó cũng lúc rồi, dở đem lên, cây lên cao rồi. Nó mà ngập nữa thì cây lên nữa. Năm nay chắc ngập thiệt rồi đó. Năm ngoái là không ngập, năm ngoái còn có nhiêu là ngập, cây hết nhà cửa lên hết. Mình mới bỏ nhà đi. Đâu dám ở đây mình chết sao? Lỡ không dòng gió bằng đêm mình đâu chở tay kịp. Cũng bị nước bủa vây bốn phía, ông Hồng lúc nào cũng lo lắng cho đàn gia cầm. Bởi đây là nguồn kinh tế của gia đình. Vớt lục bình để tạo thảm đứng cho đàn gà. Các chuồng gà liên tục được di chuyển lên vùng đất cao hơn. Bữa nay gần 10 ngày là không có ở không được. Sáng là làm tới chiều vậy đó. Đem vàng cây cấu lên thì tới vụ nước vậy đó nó lên đó nó ở. Khoảng 10 ngày nay nước lũ về dâng cao gần cả mét khiến cho con đường độc đạo vào khu dân cư phía trong đã bị ngập. Và bây giờ người dân chỉ còn cách dùng ghe để có thể di chuyển. Theo Tổng cục Phòng chống thiên tai thì đợt nước lũ về sớm này là do mưa từ thượng nguồn đổ về kết hợp với kỳ chiều cường lên cao và trong thời gian tới thì rất có thể nước lũ sẽ tiếp tục lên và còn diễn biến phức tạp. Theo tính toán thì giữa tuần tới mức nước cao nhất trên sông Tiền tại trạm Tân Châu có khả năng lên mức là 3,35m, trên sông Hậu tại Châu Đốc là 2,75m. Trong 10 ngày tiếp theo, mực nước đầu nguồn sông Cửu Long tiếp tục lên cao hơn nữa, vượt mức báo động 1. Như vậy là nước lũ có thể lên cao so với mức hiện nay khoảng 1 mét. Trong khi đó thì hiện nay nhiều địa bàn ở 3 tỉnh đầu nguồn đã ngập trong nước lũ. Đây là hình ảnh đê bao ngăn cách giữa khu vực nội đồng và khu vực bãi bồi ven sông. Nhiều năm qua, mặc dù chính quyền các địa phương đã khuyến cáo bà con không sản xuất ở khu vực ngoài đê bao, thế nhưng ở nhiều nơi bà con vẫn cứ xuống giống và đã có nhiều diện tích lúa và hoa màu bị mất trắng do sự chủ quan của người dân. Tại huyện An Phú, tỉnh An Giang, hàng trăm hecta lúa đến ngày thu hoạch ngập sâu trong nước. Chính quyền địa phương đã phải huy động các lực lượng để hỗ trợ thu hoạch lúa giúp bà con. Thế nhưng do nước về quá nhanh nên vẫn còn nhiều diện tích lúa bị mất trắng. Hỗ trợ nào là biên phòng rồi công an xã đội rồi một ngày vậy là 70-80 người rồi chia ra mỗi một anh em vậy là 10 người 10 mấy người vì nước lên quá nhanh anh em đã không kịp. Mực nước lên rất là nhanh thì ảnh hưởng trực tiếp đến cái tiểu dùng là đê bao không có an toàn mà bà con nông dân thì đã tự động xuống giống mặc dù ngành chuyên môn là khuyến cáo là không có xuống giống cái vụ hè thu do cái điều kiện là cái hạ tầng nó chưa có đảm bảo. Còn tại vùng đầu nguồn tỉnh Đồng Tháp, nhiều rẫy hoa màu của người dân đã bị ngập úng như thế này. Theo cơ quan chức năng, hầu hết diện tích bị thiệt hại nằm ngoài vùng đê bao, không an toàn. Trường hợp mà nằm ngoài cái quy hoạch đó mà không có đê bao khép kín đó thì là huyện không hỗ trợ về vấn đề này. Cùng với đó, tại Long An, để chạy đua với lũ, người dân cũng đang gấp rút bơm nước ngập ra ngoài để có thể thu hoạch lúa. Đồng thời gia cố đê bao để nước không tiếp tục tràn vào ruộng. Theo Tổng cục Thủy lợi, hệ thống đê bao chắn lũ ở đồng bằng sông Cửu Long đã được tôn cao đủ sức để chống chịu lũ báo động 2. Hiện nay thì lũ trên các sông ở đồng bằng sông Cửu Long mới ở mức dưới báo động 1, do đó chỉ những khu vực ngoài đê bao mới chịu ảnh hưởng. Nhìn những cánh đồng lúa đã bị ngập úng trong lũ thì không khỏi xót xa. Mùa lũ năm nào cũng về, thế nhưng cảnh báo cho thời điểm xuống giống sẽ càng phải được tuân thủ nghiêm ngặt để tránh những thiệt hại cho bà con nông dân. Giải pháp mà không chỉ cơ quan chức năng mà cần cả sự phối hợp của bà con nông dân nữa. Với người dân vùng đầu nguồn, nước lũ mang về
nhiều phiền toái cho sinh hoạt, thế nhưng cũng mang lại những nguồn lợi cho công cuộc mưu sinh. Năm nay thì nước lũ về sớm cũng lại là dịp để bà con có thêm thu nhập từ chính ruộng đồng của mình. 5 giờ sáng, ông Hớn đã lên đường đi đổ cua. Cánh đồng ông đặt lợp cua cách nhà khoảng 1 tiếng di chuyển trên sông. Bình minh vừa ló dạng, cũng kịp lúc ông đến khu vực của mình. Năm nay nước lũ về sớm nên ông cũng đi đặt cua sớm, đồng nghĩa với việc gia đình ông có thêm đồng ra đồng vào. Wow, khá là nhiều cua. Và để có được một mẻ cua như thế này thì người dân đã phải đặt cái lợp này ở đây khoảng 2 ngày trước. Và theo người dân thì một đầu mùa như thế này thì mỗi ngày thì chỉ được khoảng độ 10 kg. Thế nhưng mà đến đỉnh điểm của mùa nước lũ thì họ có thể thu hoạch lên đến 50-60 kg mỗi ngày ạ. Lũ về sớm năm nay là mang là cái nguồn lợi về cho cái người nông dân mình đánh bắt cá cua là cái lợi nhuận cao hơn các năm trước. Tôi thích mượn nước lũ hơn, bởi vì mình không có ruộng rẫy nè, mình làm đánh bắt nghề cá thành ra mình thích hơn. Đi dọc khu vực ruộng bị ngập, không khó để bắt gặp những người cùng mưu sinh trên dòng nước lũ như ông Hớn. Người đàn ông này cũng đang chuẩn bị đặt lưới để đón cá. Theo ông, nếu như trúng, mỗi ngày có thể kiếm đến cả 1 triệu đồng, cao hơn hẳn thu nhập so với mùa khô. Có người thì ta không làm nghề ăn cá, ta cũng không có hâm mong cái đó, ta sợ nước nó lên sớm nó ngập gãy cái ruộng người ta. Còn riêng mình thì mình trông cho nước nó lên, làm mới có cá chứ còn nước nhỏ làm chết quất. Không chỉ là cá, là cua, mà mùa nước lên còn là mùa của nhiều sản vật. Như nơi này, bông điên điển có mặt khắp mọi nơi, người dân cũng có thể hái để kiếm thêm thu nhập. Tháng thường ngày, bữa cũng ngoài vài ký vậy, cũng đủ sống qua ngày được, ký trung bình 20 ngàn. Lũ về không chỉ có dưới nước mới nhộn nhịp, mà ở trên bờ, người tranh thủ sửa sang lại ghe thuyền, người tranh thủ đang thêm lợp để kịp đi mưu sinh. Lũ về cũng sẽ mang thêm một lượng phù sa màu mỡ cho vụ lúa đông xuân tới đây. Sống chung với lũ đã trở thành câu nói quen thuộc được dùng trong nhiều ngữ cảnh. Thế nhưng nó đúng với chính hoàn cảnh thực của người dân vùng lũ này. Những người mà sau khi phóng viên chúng tôi đến tận nơi ghi hình, chúng tôi đã gọi họ là những người lạc quan nhất trong những người lạc quan. Bão lũ là thiên tai, là thảm họa. Thế nhưng vượt lên trên những khó khăn thiệt hại đủ đường, thì những người dân ở đây vẫn tìm được kế mưu sinh khi nước đã trắng đồng và nhiều người bị trắng tay.